không sao. Đi đây đi, lát chụp hình đừng có mang mask. Go. Wait, when you take picture, take your mask off. Like, go. Like this. Why off? Like that, okay? Let's go, baby. Yeah. Why off? No. So it doesn't look pretty if you have it on still. Ooh, long, 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 long. It's not my... Huh? I know. Now let go. Oh my God, Liam! That's a big one! Let me see. Lên 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 đi, trời ơi, trễ rồi. Thôi đi con. But don't try to kill it. That's a big shy plant. I never did I see it so big. Bị trễ học và chạy quá trời luôn. Cái đứa bị bệnh, bị sốt, phải ở nhà. Em, cái mình, đứa em, mình Connor đi học mà. Còn Liam ở nhà. Được đi cà phê gì hai, rồi tiệm chơi nữa, khoái. Uống hết bình nước luôn hả? Uống hết bình nước luôn hả? Xem lại đó không? Chào hôm nay giỏi không? Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã trở lại với thế giới của Lego. Hôm nay có một mình anh hai à, thằng em nó đi ăn với mẹ, anh hai thì đi với dì hai. Hôm nay bệnh rồi, sáng không có đi học, rồi cho ăn này nha con. Hôm nay hai dì cháu ăn, sáng nó ăn cháo. Hôm nay hai dì cháu ăn rau, chả giò ống trúc, chả giò mini. You want some too? Có muốn này không? Chị hai cho con mấy cái ăn thử nha, đừng ăn nhiều quá nha. Đây mommy có mua gà này con á. You want to try? It's really good. Còn ngủ được không? Ăn được không? Mời cả nhà ăn với hai dì cháu nha. Hôm nay quá. Để gì làm với kia. Is that good? Không thích hả? Không thích gì bỏ đi dài ăn cho. Vậy là mình dài ăn vậy thôi á hả? Buồn vậy. Thấm không? Uống nước ha. Nước quá. Để dài ăn. Mình chế vào đây đi. Thôi. Chế nước mắm mới vừa làm. Uống nước mắm mới vừa làm. Trời ơi, thấy ớt tỏi không? Nhìn chả nước miếng quá. Người ta ăn xoài chả nước miếng, mình nhìn chén nước mắm chả nước miếng. Ăn rồi. Lâu quá rồi không ăn món này. Mình ăn lại món này. Bích nhỏ em nó rủ đi ăn tả bí lù, lẩu của tàu á. Ăn thôi ăn này đi.
Bao giờ cháu mới cắt tóc? Được không? Xíu mình về ngồi đi hai cho con uống thuốc nha con. Sáng giờ nó bị sốt rồi nó nhức đầu rồi nó nhức người nữa, không biết có bị gì nữa. Rồi đợt vừa rồi mình bị Covid đó, tháng 7, 8, 9 chắc còn hơn 2 tháng rồi mà cái mùi mình lại không lấy lại được, cái mùi, cái vị, actually là cái vị giác mình không lấy lại được. Cũng lấy lại được mà giống như hồi xưa là bây giờ lấy lại khoảng 6-70 à. Ăn cái gì vẫn chưa có, hồi xưa ăn cái gì là mình có thể ăn cái món đó mình có thể biết trong đó nó có những cái gì, mà bây giờ ăn thấy cái gì nó cũng phải kỳ kỳ lạ. Chỉ có ăn những cái vị đậm giống như cay, mặn, chua thì mới bị còn phát hiện chút xíu, chứ những cái vị mà không biết nữa, nhưng mà nói chung là nó bị mất, không biết khi nào mình lấy lại được, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có trở lại bình thường. Ăn này thèm bánh xèo, trời ơi ăn này thèm bánh xèo quá. Đây thì 2 tuần nữa nhà mình cũng mấy bữa nay nhận tin rất là vui luôn, là 2 tuần nữa bà dì Út bả qua tới Mỹ. He said coronavirus hands. He said coronavirus. No, no, this one. Oh yeah, I can tell. Đang quá không có nấu hủ tiếu, bữa nào nấu thèm quá. Đứt cái tay. Mâm chả giò này nó cuốn cái bánh tráng giống như Việt Nam không? Còn chả giò lớn bên này hầu như là nó cuốn bánh tráng mà. Cái loại người ta nó bán sắp sắp nó bỏ tủ lạnh nó về mình tháo ra mình làm ăn nó giòn. Nhưng mà nó nhanh no hơn. Mình thích ăn cái loại này hơn. Cái giò này hơn. Mày nó bán rẻ lắm, một hộp của nó 40 cái đến 50 cái thôi. Mà có mấy con bạc à? Có 6, hồi xưa là có 3-4 đồng rồi bây giờ lên 6 đồng mấy. 6 đồng mấy đô.
Cru quá đấy. Dạ. Ghê quá vậy. Nãy đúng ra là thằng em nó cũng ăn chung này, thằng em nó muốn ở lại tiệm với dì Hai, đi về sau với dì Hai. Mình nghe mẹ nó đi chơi đi nhà hàng ăn cái món tôm chiên với hộp ốc chó đó, với cái sốt đó. Thôi nghe đổi ý, nhất định đi theo mami để được ăn. Thằng đó nó mê ăn quá. Thằng này dụ khó. Này dì Hai không à. Dì Hai là number one. Mệt chưa? Là xíu mình đi về ăn xong rồi thì Hai dọn dưới đi mình về nha. Get the car to rock. No, he's crushing the watermelon. Oh no. Oh no. Slam. They're watching me. They're real class. It's like wasting money. What? Yeah, wasting money, wasting watermelon. Yeah, I want, if it's my birthday, I really want those. I really want those. Oh, a minute? Yes. Có muốn đó nữa? Yes. Okay, thì Hai mua cho con. Để lấy gì Hai online con chỉ gì Hai. Look, see? Look, hold on. Look. But not this one. This one. Look, he drops the medal down and then grabs. Oh, it's like venom. But look at this one. Look at the other one. Look at the other photo. Look at this. No, this one. Oh, wow. It's the slime going to the medal magnet. This is why I like it. Wow. Yep.
Để cho mọi người thấy mặt con nhé. Who's a cook? Huh? Oh, Goku. Nhìn giống mấy cái phim hoạt hình, mấy truyện tranh mà gì hay hay đọc á. Phim hai người vui, hai người ăn cho nó vui, mấy đứa này nó phải ăn đồ ăn của mình. Nó đặc biệt thằng này, thằng nhỏ nó mới ăn, lớn không được ăn nhiều. Mình ăn một tiếng rồi. Optimus Prime. What is that? Optimus Prime. Oh. He died from Goku. Goku's a Super Saiyan. Oh, yeah. Houston là vô mùa đông, khí hậu ở ngoài hiện tại nó rất là mát luôn, rất là ảo luôn. Này vẫn có tìm được cái sáng cà phê, tối cà phê. Cái cực kỳ. Khoa 1, 2.
cho ăn mà giống như là gọi là gì ta? Ta gọi là gì ta? Tiếng Việt gọi là gì ta? Câu đó gọi là gì ta? Tài trợ. Không. Ăn mà giống như là ăn ăn mà gọi là nào? Ăn xỉu luôn mà cứ lâu lâu đem nằm số bịch, lâu lâu đem nằm số bịch ăn kiểu luôn. Cảm ơn người này bạn cho. Cảm ơn người đã cho khô bò. Ngon lắm, này ngon lắm. Nó bé như bịch hả? Cô bò đâu có rẻ đâu, mắc quá trời luôn. Ngon. Chia sẻ những cái video này đây, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh, cảm ơn cả nhà nhớ đăng ký chia sẻ, like và comment với phần bình luận. Chúc cả nhà có một ngày dồi dào sức khỏe, an vui và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn cả nhà, gặp cả nhà video kế tiếp. Bye ông bà cô chú đi con, bye chưa? Điều. Bye ông bà cô chú. Hả? Bye ông bà cô chú. Bye ông bà cô chú. Gì nữa? Chúc sao? Chúc cô chú một mẹ vui vẻ. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Hai cháu đi về. Gặp cả nhà video kế tiếp.